Và chúng ta đến với tiết mục biểu diễn Bát Quái Côn do võ sinh Phan Nhật Phương Hoàng biểu diễn. Thực hiện nghi thức bái tổ và tiến vào bảo đài, biểu diễn tiết mục Bát Quái Côn do võ sinh Phan Nhật Phương Hoàng đến từ võ đường Trần Công Tùy Phước thể hiện. Võ sư Trần Công là học trò của cố võ sư Trần Hương Phước Sơn Tùy Phước. Ông đã mở nhiều lò võ trên địa bàn tỉnh và hành nghề đông y cho đến nay. Con trai là Phan Nhật Phương Hoàng được ông truyền dạy và gửi gắm nhiều thầy giỏi của trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định. Với thành tích huy chương bạc Hội khỏe phù đổng tỉnh Bình Định năm 2021, huy chương đồng Liên hoan Tinh hoa Quốc tế Võ Việt năm 2019. Xin quý vị tán thưởng cho một tràng pháo tay. Tiếp tục tiếp theo, Sông Ngân Thương. Do